Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đã khiến cuộc sống thay đổi như thế nào là nội dung được phản ánh trong tiểu mục Cẩm nang chuyển đổi số. Đến với câu chuyện chuyển đổi số là phóng sự về việc ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Còn bây giờ sẽ là thông tin cập nhật về tình hình chuyển đổi số. Năm 2023, kinh phí đầu tư hạ tầng cho công nghệ thông tin phục vụ triển khai đề án 06 của tỉnh Hưng Yên khoảng 30 tỷ đồng, gồm các nội dung như triển khai thường xuyên đề án 06, xây dựng trung tâm điều hành IOC, thuê các phần mềm phục vụ họp, báo cáo trực tuyến, xây dựng kho dữ liệu điện tử, hồ sơ thủ tục hành chính, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hộ tịch, thuê các dịch vụ cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2023, hệ thống đã xác thực hơn 897.000 trên tổng số hơn 1 triệu thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 80,6% kế hoạch. Toàn tỉnh đã có 59 cơ sở khám chữa bệnh có thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, tra cứu bằng căn cước công dân gắn chip, đạt 100% với tổng số đạt trên 73.000 lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thống kê của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong quý 1 năm 2023, số lượng các cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các đối tượng xấu đang chuyển hướng một phần tấn công sang phía người dân. Với các dịch vụ tấn công bằng mã độc, các cuộc tấn công mạo danh hay thậm chí các chiến dịch phát tin nhắn, brand name, giả mạo để dẫn dụ người dùng cài đặt các phần mềm độc hại vào thiết bị di động, từ đó chiếm đoạt thông tin và làm bàn đạp để thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo khác. Theo số liệu của Data Reporto, tính đến tháng 2, Việt Nam xếp thứ 6 trong top 10 quốc gia có lượng người dùng TikTok lớn nhất thế giới với khoảng 49,9 triệu người. Tuy sở hữu số lượng người dùng lớn và mới bùng nổ vài năm trở lại đây, TikTok liên tục vướng vào lùm xùm xuất hiện nội dung xấu độc như phim ngắn phản văn hóa, dung tục, các thông tin sai sự thật, truyền bá mê tín dị đoan, nhiều nội dung cổ suý hành vi phạm tội. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ có cuộc thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam trong thời gian tới. Năm 2023 được Bộ Thông tin và Truyền thông xác định là năm dữ liệu số quốc gia. Với chủ đề tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới, các nhiệm vụ trong kế hoạch triển khai năm dữ liệu quốc gia sẽ tập trung vào 4 nhóm nội dung chủ yếu, bao gồm phát triển dữ liệu mở, phát triển cơ sở dữ liệu, phát triển thúc đẩy sử dụng các nền tảng số, sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương, nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của mình, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, có trách nhiệm triển khai bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực và đúng tiến độ. Mẫu robot Make in Việt Nam có khả năng thực hiện các cuộc gọi bằng ngôn ngữ tự nhiên dựa trên công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Anan có thể hiểu nội dung trao đổi bằng tiếng Việt, phân tích và đánh giá nội dung để từ đó đưa ra quyết định giao tiếp. Mục tiêu của nhóm phát triển là muốn Anan có thể thay thế hoặc trợ giúp các công việc cần giao tiếp theo quy trình như giáo viên kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, tư vấn bán hàng, trợ lý hướng dẫn sử dụng. Robot Anan và ChatGPT có điểm giống là cùng được xây dựng trên công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên Transformer của Google. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, trong khi ChatGPT sử dụng kênh nhập liệu là chữ viết, Anan lại có khả năng tương tác với người bằng giọng nói tiếng Việt. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân khiến các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí cả về người là do việc báo cháy từ cơ sở còn chưa kịp thời, hiệu quả. Từ năm 2021, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viettel Hưng Yên thử nghiệm đưa vào sử dụng ứng dụng ShapeOne, ứng dụng cảnh báo cháy nhanh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Alo, vâng, tôi coi như nghe rồi, nhận định coi như đang coi như báo cháy rừng một chị nhá. Để tôi báo cáo với chị. Tiếng còi báo cháy được gửi đến điện thoại của bộ phận phòng cháy chữa cháy, công ty Mikasa. Bộ phận thông báo cho toàn công ty. Trong lúc đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng cập nhật ngay thông tin.
Ngày 2 tháng 12 năm 2022, công ty chúng tôi đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy nhanh. Thật may mắn là đến bây giờ thì chúng tôi vẫn chưa có đám cháy nào xảy ra, nhưng cảnh báo từ hệ thống báo cháy thì tôi đã nhận được khi chúng tôi thực hiện test kiểm tra đầu báo cháy. Thật là bất ngờ khi mà hệ thống báo cháy này vừa kêu thì tôi đã nhận được điện thoại gọi đến từ Sếp Oan. Hiệu quả của hệ thống này đã được phát huy và tôi cảm thấy rất an toàn khi mà lắp đặt cái hệ thống này. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm liên quan đến giấy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Vì thế, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vạn Phú Gia cũng rất chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Không chỉ đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định, khi biết đến ứng dụng cảnh báo cháy nhanh Sếp Oan, công ty đã tin tưởng lựa chọn và đưa vào sử dụng. Cảnh báo thông thường ngày trước ấy là phải có người trực tiếp mà phát hiện ra đám cháy, sau đó điện thoại đến hệ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Còn đối với cả hệ thống báo cháy nhanh tự động này, khi mà có cảnh báo cháy, có hệ thống gọi điện tự động đến phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và số điện thoại công ty đăng ký. Tại Hưng Yên, có nhiều doanh nghiệp, khu dân cư đã sử dụng ứng dụng cảnh báo cháy nhanh trong các chương trình diễn tập về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hàng năm của công an tỉnh. Ứng dụng này cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt. Đối với lực lượng chức năng, hệ thống cảnh báo cháy nhanh Sếp Oan có vai trò như một công cụ góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng. Hệ thống này thì chỉ dẫn về tài nguyên, về giao thông, nguồn nước, về đặc điểm tính chất của cơ sở nên rất hỗ trợ công tác là thông tin chỉ huy trong việc tổ chức cứu chữa vụ cháy kịp thời. Hệ thống cảnh báo cháy nhanh Sếp Oan được phát triển bởi tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel là giải pháp thu thập tín hiệu cảnh báo cháy từ tủ báo cháy hoặc từ cảm biến khi có nhiệt, khói, áp suất tại các điểm có nguy cơ cháy nổ sẽ tự động báo động tại chỗ, đồng thời gọi điện thoại cảnh báo, gửi tin nhắn SMS cảnh báo tới trung tâm điều hành giám sát phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng, chủ địa điểm và hỗ trợ công tác phòng ngừa tác chiến. Chúng tôi cũng đang thu thập và cũng đang tổng hợp những ý kiến của các doanh nghiệp. Thì bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng sẽ là chủ động đề xuất với cấp trên về làm sao là trong giai đoạn mà dịch giã cũng vừa xong và cũng rất nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ có những chính sách phù hợp nhất làm sao là đồng hành cùng với doanh nghiệp. Thời gian tới, việc chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hứa hẹn sẽ còn nhiều chuyển biến để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn gây ra, đảm bảo tính mạng, tài sản cho nhân dân. Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào? Tham gia vào môi trường số có nghĩa là mỗi người dân sẽ có cả danh tính trong thế giới thật và trong thế giới ảo. Mỗi người sẽ cùng lúc sống trong hai thế giới thực và thế giới số, cùng hiện diện và có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Từ đó thay đổi cách thức sống, giao tiếp và làm việc. Lối sống đã thay đổi như thế nào? Các thiết bị, màn hình và những máy móc khác nhau ở xung quanh chúng ta và thay đổi lối sống của chúng ta. Mỗi người dân có nhiều hơn các lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của mình. Giao tiếp xã hội đã thay đổi như thế nào? Giao tiếp xã hội có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi, không rào cản, không khoảng cách trên môi trường số. Những người nói những ngôn ngữ khác nhau có thể giao tiếp với nhau trực tiếp nhờ một ứng dụng phiên dịch theo thời gian thực. Những người khiếm thính có thể được hỗ trợ bởi ứng dụng chuyển đổi giọng nói thành chữ viết. Những người khiếm thị có thể được hỗ trợ bởi ứng dụng chuyển đổi chữ viết thành giọng nói. Y tế đã thay đổi như thế nào? Việc tư vấn khám chữa bệnh từ xa qua điện thoại thông minh chỉ là bước khởi đầu. Công nghệ số cho phép phân tích, giải mã bản đồ gen để từ đó cung cấp thuốc men và dịch vụ y tế được cá thể hóa cho mỗi người dân. Các cảm biến IoT nhỏ li ti có thể được đặt bên trong cơ thể, cho phép theo dõi diễn biến sức khỏe, ghi nhận từng thay đổi nhỏ nhất một cách tức thời. Nhiều ứng dụng công nghệ số mặc dù nhỏ nhưng đem lại hiệu quả rất lớn trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Giáo dục đã thay đổi như thế nào? Trẻ em vẫn sẽ phải đến trường, phải giao tiếp và được các giáo viên hướng dẫn, nhưng nhiều thứ sẽ thay đổi hoặc đảo ngược lại. Nếu như trước đây, 100% kiến thức được truyền thụ ở trên lớp, thì hiện nay tỷ lệ kiến thức được truyền thụ trực tuyến sẽ tăng dần lên. Nếu như trước đây, lên lớp là để giảng bài, ở nhà là để tự làm bài tập, thì hiện nay đảo ngược lại. Học sinh có thể ở nhà nghe giảng bài trực tuyến, nhưng lên lớp để làm bài tập và giải quyết các vấn đề đặt ra theo các nhóm. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của Viettel Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.